Tâm tình thông điệp giám đốc và giao lưu chụp hình nhân viên đối tác PPT. Những lời gửi gắm tâm tình của CEO Duy Nguyễn tới toàn thể nhân viên PPT và hệ thống đại lý PPT trên toàn quốc trong ngày trọng đại khai trương THOL Gym, quận 7. Tiền đề cho sự phát triển và bứt phá trong tương lai. Những thông điệp dành cho toàn thể nhân viên cũng như hệ thống anh em đại lý được CEO Duy Nguyễn phát biểu tại hội trường tầng 5 của THOL Gym, quận 7. Đây là tầng 5 của THOL Gym, quận 7. Cái tầng này dành riêng cho các bạn event. Cái công văn này từ xưa tới giờ nó là bình phòng trong bí tình. Hãy để tài hình phục vụ cuộc sống chứ đừng bắt cuộc sống phục vụ tài hình. Tập gym có cơ bắp đẹp mà không kiếm được tiền là vô dụng, là thất bại. Còn cái sốc không phải. Mà các bạn cái chuyện một lần đang thì các bạn có đổi được đó, nên là Duy Nguyễn là cái người phát triển cái này và luôn bảo vệ cái này. Không khí ấm cúng không kém phần trang trọng cùng niềm vui hân hoan khi công ty ngày càng vững mạnh, hạ tầng đẳng cấp mang đến cho từng thành viên tham dự một cảm xúc bồi hồi khó tả. Trong thời buổi tấc đất tấc vàng, không phải ai cũng đủ điều kiện cũng như độ chịu chơi như CEO Duy Nguyễn dành hẳn 400m2 đầu tư một hội trường sân khấu. Nhân sự kiện trọng đại đó có cơ hội được phỏng vấn bố tổng. Không ít nhân viên đặt câu hỏi thắc mắc cho quyết định táo bạo của anh. Đây sẽ là tiền đề để nâng tầm những giá trị cốt lõi của PPT trong thời gian sắp tới. Nơi đây sẽ diễn ra các khóa tập huấn sản phẩm mới, training kỹ năng, kiến thức dành cho nhân viên và các đối tác đại lý thương hiệu PPT. Một không gian trang trọng, thoải mái sẽ là tiền đề tốt nhất để các bạn có thể trau dồi kỹ năng, nâng cấp bản thân. Từ đó, các bạn sẽ có cách tiếp cận thị trường tốt hơn, đảm bảo chất lượng dịch vụ khi làm đối tác của PPT. Không khoa trương hay hóa mỹ, riêng Chúa luôn muốn hướng những giá trị tốt nhất đến tập thể nhân viên và những đại lý cộng sự của anh. Những lời vàng ngọc Diêm Chúa muốn gửi gắm từng đại lý của mình. Nhân dịp trọng đại của THOL Gym, quận 7, Duy Nguyễn cũng gửi gắm vài lời tâm tình đến từng anh em đại lý đã gắn bó cùng công ty trong suốt thời gian qua. PPT phát triển được như ngày hôm nay là cả một chặng đường dài. Hiện tại, mọi thứ đã được xây dựng và đi vào ổn định. Việc chúng ta cần làm bây giờ là phát triển cái chung dựa trên những cái riêng. PPT không phải nhà phân phối, chúng ta phát triển sản phẩm mang đến những giá trị đích thực đến cộng đồng tiêu dùng. Mỗi một đại lý sẽ mang một chất riêng, từ đó tạo nên sức mạnh bứt phá trên toàn hệ thống. Một cú đấm lớn trong thị trường supplement Việt Nam. Các bạn đại lý chính là cánh tay nối dài PPT đến từng khách hàng. Thời điểm thiên thời địa lợi khi mà quận 7 đã hoàn thiện và đi vào hoạt động, CEO Duy Nguyễn dự định sẽ tạo nhiều điều kiện thuận lợi hơn cho quá trình làm việc và gắn kết của đại lý và công ty, để hướng đến một hệ thống đại lý phát triển vượt bậc, phủ sóng toàn quốc. Sắp tới đây, chúng ta có thể mong chờ những sự kiện như offline fan hâm mộ cùng quý khách hàng trên chính sân nhà THOL Gym, quận 7. Nền tảng vững chắc để phát triển những giá trị cốt lõi của PPT. Giờ đây khi mà PPT đã phát triển đủ về lượng, 4 tòa thành kiên cố cùng hệ thống cơ sở vật chất hạ tầng mà ít có đối thủ nào có thể vượt qua được. Đây là lúc chúng ta phát triển về chất. CEO Duy Nguyễn mong muốn lãnh đạo tập thể nhân viên đi lên theo 5 tháng cả về độ chất lẫn chuyên môn nghề nghiệp. Những kế hoạch được ấp ủ từ những ngày đầu khi mà PPT mới được xây dựng. Đây là lúc anh bắt đầu training nhân viên xây dựng một tập thể vững mạnh. Cùng với đó là thực hiện những dự án đào tạo giáo dục mới. THOL Gym, quận 7 hoàn thiện chính là bước đệm hoàn hảo để PPT tổ chức những cuộc thi giải thể hình hay buổi giao lưu model quốc tế về Việt Nam dành tặng cho các fan hâm mộ. Hãy cùng chúng tôi chờ đón những sự kiện đặc sắc tiếp theo của THOL Gym Center và Gym Chúa Duy Nguyễn. Trân trọng.